Cảnh giới bình đẳng trên đề kinh vô lượng thọ Bình đẳng từ đâu mà có Bình đẳng đến từ thanh tịnh Do đó chúng ta hiểu được Ngày nay chúng ta học Phật Lựa chọn pháp môn tịnh độ Phương pháp là chấp trì danh hiệu Nên chấp trì như thế nào? Từ sáng đến tối Trong 12 tiếng đồng hồ Từ mồng 1 đến rằm 30 Ngày này qua ngày khác Năm này đến năm nọ, trong tâm chỉ có danh hiệu Phật A Di Đà. Như vậy sẽ được thanh tịnh. Ngoài Phật A Di Đà ra thì không có bất cứ thứ gì. Tâm như vậy gọi là chánh tâm. Ý như vậy gọi là chánh ý. Niệm như vậy gọi là chánh niệm. Nếu còn có gì khác đều gọi là tà tư. Đều gọi là tà ngôn, tà hành. Vì sao vậy? Vì có Phật hiệu này bảo đảm quý vị giảng sanh. Giảng sanh không thể dựa vào người khác. Dựa vào người khác không chắc chắn. Hiện này đến trợ niệm đều không an toàn Tâm người trợ niệm không thanh tịnh Họ qua gấp gáp Rốt cuộc quý vị có giảng sanh hay không Nghe nói giảng sanh trên đỉnh đầu nóng Nên một chút đến sờ Chốc lát lại đến sờ để kiểm tra xem Quý vị nghĩ xem có phiền não hay không Người trợ niệm Nếu trợ niệm với tâm thanh tịnh bình đẳng giác Mới có công đức trợ niệm trong lúc tâm nông nổi tôi tin rằng từ trường đó không phải những gì người giảng sanh hy vọng từ trường của tâm trôi nổi cực kỳ không ổn định ở trong từ trường đó làm sao họ đạt được tâm thanh tịnh những đạo lý này quý vị cần phải hiểu dạng sự đều không rời lý phải nắm bắt được lý bởi vậy trong gian sau ấn quan đại sư thường khuyên người khác trợ niệm cho người lâm chung không nên đụng đến họ để họ ra đi một cách an tường như vậy là đúng thậm chí tổ sư đề xuất ít nhất là sau khi tắt thở tám tiếng nhưng an toàn nhất là 12 tiếng tốt nhất là 14 tiếng đây là phán đoán khoảng thời gian sau khi chết thần thức đã rời thân thể Có thể giảng sanh chăng Phải chăng là thật sự giảng sanh Có hai tin tức đáng tin cậy nhất Thứ nhất là Trước khi họ đi Khi chưa tắt thở Nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn Họ nói với đại chúng xung quanh Phật đến tiếp dẫn Tôi phải ra đi Đây là thật Hoàn toàn không phải giả Thứ hai đúng. Quý vị thật tâm Yêu cầu họ Báo mộng cho quý vị Thì, Nếu họ thật sự, sự giảng sanh Sự có năng lực báo mộng Họ đã đến thế giới cực lạ Nếu họ không báo mộng Tức là chưa được giảng sanh người giáng sanh đến thế giới cực lạ khỏi có năng lực này cảm ứng đạo giàu không thể nghĩ bạn chúng ta cầu họ báo mộng đây là cảm họ liền có ứng tuy không có ứng nhưng họ đi rất tốt đi một cách an tường Đi một cách rất trang nghiêm Nhất định Họ không đọa vào ba đường ác Điều này đáng tin cậy Không có vấn đề gì Nên phải nương vào kim giáo Y theo khai thị của chư vị tổ sư Để làm tham khảo Thực tế mà nói Người ra đi Có giảng sanh hay không Đối với chúng ta mà nói là không quan trọng Quan trọng nhất là gì ngay trong đời này Bản thân chúng ta có giảng sanh hay không Mới là quan trọng nhất Họ đến thế giới cực lạ Chúng ta giảng sanh không phải đã gặp được rồi sao Chúng ta xem truyện ký của Ngài Huệ Diễn Khi Ngài Huệ Diễn giảng sanh Phật đến tiếp dẫn ngày thì những người ở liên xã giảng sanh trước đều cùng đến tiếp dẫn ngài với phật a di đà đều gặp mặt người không giảng sanh đều không đến người giảng sanh đều đến đây là thật không phải giả chúng ta mong muốn điều này không mong gì khác tuyệt đối không nhiễu loạn tâm thanh tịnh của chúng ta người trợ niệm không thể không biết điều này đừng nên cho rằng tôi từng trợ niệm cho rất nhiều người tôi có rất nhiều công đức quý vị vẫn còn tham luyến công đức Vẫn chưa đoạn tâm tham Chưa buông bỏ danh lợi Chưa buông bỏ ngạo mạn Toàn là tập khi phiền não Đây là điểm phiền phức của chính mình Không thể không biết